Kính thưa quý vị, hiện nay tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đang trở nên xôn xao trước vụ việc hàng nghìn người kéo nhau lên núi đào bới để tìm đá quý trị giá tiền tỷ với ước mong tìm được để đổi đời. Thậm chí nhiều người còn chấp nhận bỏ công ăn việc làm để chạy theo lời đồn thổi. Khung cảnh hỗn độn diễn ra thông qua số điện thoại được dây nóng của chương trình là 0971225053. Chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều những phản ánh của bà con. Và trong ngày hôm nay thì phóng viên chương trình đã có mặt ngay tại đây để tìm hiểu thực hư về vụ việc. Từ giữa tháng 6, cả nghìn người đã kéo nhau lên đỉnh núi ở xã Liễu Đô để đào bới tìm đá quý. Sự việc bắt nguồn từ tin đồn có người đào được viên đá quý to bằng ngón tay trị giá 5 tỷ đồng tại bãi bưởi ở thôn Chính Quân. Trong đám đông lên núi có cả học sinh, phụ nữ và người già. Sau nhiều ngày tìm kiếm không ai tìm được đá quý, hiện trường để lại nhiều khu đất bị đào bới, cây cối bị chặt phá và nguy cơ mất an ninh trật tự. Huyện Lục Yên huy động 40 cảnh sát và khoảng 100 dân quân công an xã cắm chốt tại các bãi đào đá quý. Cơ quan chức năng khẳng định đó là tin đồn thất thiệt, hiện đang vận động đám đông dừng đào bới và truy tìm người tung tin đồn.